Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Giáo đây. Ok, thì đến với trận đấu ngày hôm nay, chúc anh em có một ngày mới thật tốt lành nhá. Trận đấu ngày hôm nay thì mình quay trở lại với đi solo squad đây. Thời gian qua thì mình cũng đi làm thử thách khá nhiều, cho anh em xem thử thách nhiều quá đâm ra anh em cũng chán rồi. Thì ok, chán rồi chúng ta lại đi solo squad. Bao giờ solo squad chán thì chúng ta lại quay lại với thử thách. Đó. M14 này. Có người kìa, ăn nấm này. Ui. Ok, gục. Bé đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay. May quá. Cứ tưởng là giết người mới nhảy xuống thì cái huyện thợ săn nó sẽ cùi cơ. Nhưng mà may cho mình là hôm nay còn được mũ 3 giáp 3. Thế là ngon lắm rồi. Còn người kìa. Yếu này. Ok. Nhảy đâu? Nhảy này. Đó. Thêm một kill nữa rồi. Ban nãy thì theo như cái máy quét ấy thì mình thấy có hai người xuống đấy mình thôi. Chắc là cái team này lại đi lẻ đây mà. Có khinh khí cầu kìa. Thôi, ra kiếm thêm ít bông keo thôi. Chạy cái khu vực vùng xanh mà không được trái bông keo nào anh em ạ. Xót xa vô cùng. À đây rồi. Bông keo rồi. May quá được một trái. Có người tới. Có người tới, một viên vào đầu nha bạn ơi. Ok, đã gục này. Quá nhanh và quá nguy hiểm anh em ạ. Chạy thẳng tới mình như vậy thì headshot là điều hiển nhiên rồi. Anh em trong kênh của mình cũng nhớ là đến ngày mùng 3 tháng 5 ấy thì cái khinh khí cầu của chúng ta nó sẽ không thả đồ xuống mà nó sẽ thả quả trứng màu đỏ xuống. Cái trứng đỏ đấy là cái mà anh em dùng để đổi cái ba lô với lại hòm xác trong sự kiện đổi trứng ấy. Có nhiều anh em vẫn comment hỏi mình là cái quả trứng đỏ ấy kiếm ở đâu. Mà rõ ràng là trong video ngày hôm qua mình cũng có nói rồi nhá. Hôm nay nói lại lần nữa chắc là hy vọng anh em sẽ không comment hỏi trứng đỏ ở đâu. Nói tận ngày mùng 3 tháng 5 mới có cơ, còn hôm nay chưa có đâu. Từ 27 tới ngày mùng 5 tháng 3 thì toàn là trứng lục thôi. Ok, sang trung tâm nào. Ui, có người đầu gáp kìa anh em ơi. Anh em thấy không? Ui. Úm lại sư bộ. Ok, may quá. Kịp đặt trái tầng băng rồi. Hy vọng là các bạn ấy không đục tầng băng của mình. Nhưng mà đục đi, mình có 4 trái cơ mà. Ui. Yếu này. Gục một này. 3 máu anh em ạ. Vũ hồn chim én. Giết ông này trước rồi tính tiếp. Ăn mình mà được. Mày thế không biết. May là cái pha vừa rồi mình không đua bên kia nhá. Bắn mồm keo của mình. Yeah. Tí thì gãy. Tính ra là cái pha vừa rồi mình hên nhiều hơn là hay anh em ạ. Tại vì còn có 3 máu mà. Chắc là mấy anh chàng kia cày cú lắm. Lần này thì mình thấy khá nhiều anh em comment là không thích xem kiểu video có một chút hài hước ở trong, mà anh em thích kiểu ngày xưa của mình làm hơn. Mà thực sự thì với bản thân mình ấy, mình xem những cái video ngày xưa mình làm với lại những cái video mình làm cái đợt gần đây ấy, thì mình cảm nhận là những cái video gần đây của mình làm nó hay hơn rất là nhiều và nó đáng xem hơn rất là nhiều những cái video ngày xưa. Mình cũng không hiểu kiểu gì mà anh em lại thích mình làm theo phong cách ngày xưa. Tại vì ngày xưa nó nhạt, nhạt dã man anh em ạ. Thực ra thì mình vẫn thế, giọng mình vẫn thế, cách bình luận thì vẫn thế. Chẳng qua nó hài hước và nó vui hơn một chút thôi. Còn về những cái cách chơi game hay là những cái mẹo trong game, thì cái gì mình biết, mình vẫn chia sẻ với anh em mà. Mình đâu có giấu gì đâu. Còn nếu mà anh em mà vẫn muốn xem những cái video kiểu phong cách ngày xưa ấy, thì anh em có thể xem lại những video đấy được mà. Hoặc là bây giờ anh em có thể xem lại những video đấy, xong rồi anh em quay lại xem những video mới của mình. Thì lúc đấy anh em sẽ nhận ra là cái video nào hay hơn và cái video nào đáng xem hơn. Nhiều anh em cứ kêu là Lão Gió bây giờ không phải là Lão Gió ngày xưa nữa rồi, rồi Lão Gió thay đổi rồi này kia. Nhưng mà thực sự thì có team nha. Có team. Hai người anh em ạ. Thực sự thì với mình hay là với anh em cũng vậy thôi. Ai ai thì cũng phải thay đổi và thích nghi. Làm sao mà giữ mãi một cái phong cách đấy được. Khi mà anh em còn bé thì anh em chơi theo kiểu bé. Nhưng mà khi mà anh em lớn rồi thì anh em phải chơi theo kiểu lớn rồi chứ. Làm sao mà lớn mà vẫn chơi theo kiểu trẻ con được, đúng không? Cái đấy người ta chính ra không gọi là thay đổi anh em ạ.
mà là thích nghi thì đúng hơn. Đó là một câu trả lời cực kỳ thuyết phục. Mãi chém gió quá. Bên dưới kia thì có một team, nhưng mà ban nãy vì là mình vừa bắn mình vừa chém gió nên là chưa tiêu diệt anh chàng đó. Hình như là bên dưới hai team đang công nhau ấy. Tại vì là một team thì làm gì có chuyện đặt bông keo ra thế kia đâu. Mà trên bản đồ chúng ta chỉ còn có 13 người. Bo 2 bây giờ mới đang thu mà còn 13 người anh em ạ. Các bạn đã giết nhau hết rồi. Đó. Hình như là có bom được ném ra hay sao kìa. Mình vừa thấy có một đốm sáng nó tóe lên. Không chạy bo à? Đúng rồi đấy. Chạy bo đi. Xong một bé này. Công nhận là nhiều khi mình thấy cái X18 này vứt tâm sướng phết nhở. Bên dưới vẫn còn người nha. Tại vì là anh chàng kia mình bắn mới gục thôi, chưa phải là clear. Hay là bạn đi lẻ ta? À đây rồi. Thấy rồi nha. Trên cái nhà hai lầu kia. Cứ bình tĩnh cho anh em ạ. Tội gì, bạn ấy đang ngoài bo mà. Nhiều bạn cứ vội vội công lên. Công ở ôi làm gì đâu. Đó. Cứ phải bình tĩnh thôi. Phải giữ cái đầu thật lạnh anh em ạ. Ui ui. Phóng liệu cơ à. Ghê đấy. Mình lại sợ bạn quá cơ. Ok, mình xuống mình xin cái cây phóng liệu nào. Anh em biết sao không? Tại vì mình đang có rất là nhiều đạn phóng liệu. Nó lại may quá anh em ạ. Như vậy là xong rồi. Các bạn cứ chờ đấy. M79 mà rơi vào tay mình thì... À mà thôi, bỏ đi anh em ơi. Mà công nhận là cái cây M79 này từ lúc nó xuất hiện trong game đến bây giờ nó vẫn mạnh. Mạnh kinh khủng khiếp. Cái kinh nghiệm mà bắn cái cây M79 này ấy, là anh em đừng có vội quá. Cứ bình tĩnh mà căn ke thôi. Không việc gì phải vội. Cứ từ từ bắn là kiểu gì cũng trúng. Tại vì nó có đường kẻ sẵn mà. Anh em chỉ cần căn chuẩn là được. Nhiều bạn thấy cái vùng bừa đâm ra phí. Cú hồn anh em ạ. Các bạn bắn nhau kịch liệt dã man. Cũng may là mình không lao thẳng vào giữa. Mình sẽ cà khịa xung quanh bên ngoài. Đúng rồi công đi bạn ơi. Gấu trúc phải không? Yếu nà. Ê, bom keo ghê đấy. Bom keo này. Ui, giáp trâu đây. Bom keo này. Ok, lia. Đấy, anh em thấy không? Sao phải vội, cứ từ từ mà ke thôi. Mà sao tự dưng nó im ấy nhở? Vừa mới bắn nhau gọi là kinh khủng khiếp, dồn dập xong cái giờ im du. Đây rồi, đây rồi. Thấy rồi anh em ạ. Cái đầu. Yeah. Ê ạ, ui. Phải quá. Làm gì căng các bạn ấy. Phóng liệu nè. Ơ kìa. Trượt được á? Sao kỳ vậy ta? Mình nhớ nó đã bay vào cửa ấy mà. Hay là ở dưới chăng? Bắn mình đi. Én anh em ơi. Cứ từ từ. Đi đâu mà vội mà vàng. Còn có 5 người. Trừ mình ra là còn 4 người. Và mình chắc chắn là trận đấu ngày hôm nay không thể nào mà một team 4 người được. Trong cái căn nhà kia chắc chỉ có 2 người thôi. Khả năng cao là còn 2 team. Nhưng mà mình còn tận 7 viên phóng liệu cơ mà. Đi đâu? Ui, đau nha. Đau đấy. Như vậy team đây 2 người. Các bạn đang muốn công mình kìa. À không, không công mình. Không công mình. Ui, nhựa à. Ghê. Bắt buộc phải tiêu diệt hai anh chàng này thôi. Tại vì không tiêu diệt các bạn ấy làm sao mình chạy bo được. Đúng rồi đấy, các bạn ấy chạy bo kìa. Yếu này. Thế à, nhanh đấy. Vào bo trước mình à. Ai cho? Ây à. Mạnh đấy. U công mình ạ. À. Công mình nhà, một bé gục này. Công mình này. Yeah. Chắc là ăn mình được ngay. Đáng ra là hai bạn này cũng kiểu kiểu hăng máu hay sao ấy.
Nhưng mà các bạn ấy rõ ràng là biết mình cầm phóng lựu mà. Tại vì ban nãy các bạn ấy thấy mình bắn một quả lên rồi. Thế mà vẫn còn hăng say thế. Toàn. Ok, đen thôi, đỏ thì quên đi. Như vậy là chúng ta còn mỗi một người. Dễ rồi anh em ơi. Nó lại dễ quá rồi. Còn tận 5 viên phóng lựu cơ mà. Bạn kia thì có mà giáp chống nổ 10 hay là 20 cũng chết mà thôi. Thằng giáp nữa kìa. À, thấy rồi anh em ơi. Thấy rồi, ở gốc cây. Lên thôi nào. Chờ đợi làm gì nhiều. Ke mình kìa. Ui. À đúp anh em ạ, à đúp. Ghê. Bạn cầm a đúp, mình cầm 79. Để xem ai one shot one kill tốt hơn. Ngon thì nhào vô. Mình sẽ công bạn ấy luôn này. Một cây a đúp, một cây súng trường à. Bạn chạy đi đâu? Có chạy lên trời. Yeah. Nhân giống. Ok, như vậy là trận đấu ngày hôm nay của chúng ta lại tiếp tục được nhân giống rồi. Nếu như mà anh em có bất kỳ góp ý hay là có ý kiến gì về video của mình thì anh em cứ để lại ý kiến của anh em ở bên dưới nhá. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Cảm ơn anh em đã xem video và chúc anh em có một ngày trời tốt lành. Tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye.